Vâng, thì audio kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh trên toàn quốc để trở lại kênh YouTube của Tị Audio trong clip ngày hôm nay. Thì quý vị anh chị em chúng ta thấy là bên Tị Audio tiếp tục về được số lượng là một cặp với mã bát đời 50 để phục vụ đến quý vị anh chị em. Chúng ta có thể chế độ chúng ta chơi súp hoặc là chúng ta chơi full. Thì ở đây Tị Audio có số lượng là hai cặp, một cặp bát 50 để dành cho súp và một cặp bát 30. Bát 30 quý vị anh chị em chúng ta thích dùng cho full hay dùng cho súp thì cũng tùy thuộc theo sở thích chơi của từng quý vị anh chị em. Tuy nhiên thì lần trước bên trung tâm của Tiêu Đô về được cái bát là 2242HPL. Tuy nhiên thì ngày hôm nay nó là 2241HPL. Đấy. Vì lúc này những các cái quả súp đơn giá thành giá trị của nó rất là cao. Đấy, nên Tiêu Đô cũng gặp được những chắc cái chiếc bát lẻ như này thì Tiêu Đô nhập về để phục vụ đến cho những quý vị anh chị em. Những quý vị mà chúng ta chưa có cái tiêu chí, chưa có đủ cái ngân sách để chúng ta chơi một cái quả súp đơn mà được trang bị tất cả từ thùng cho đến bát từ bên Mỹ về thì giá thành giá trị nó cao, thì chúng ta có thể sở hữu những cái quả bát như này để chúng ta có thể chi phí tiết kiệm được đóng một cái thùng, hoặc chúng ta có thể mua một cái thùng bãi khác chúng ta lắp vào để chúng ta chơi với cái chất âm của Mỹ. Bởi vì những các cái dòng súp đơn mà bây giờ hoàn thiện nguyên cả từ bát cho đến thùng mà được mang từ Mỹ về thì giá thành nó rất là cao. Nó những cái quả súp nó giá bèo nhất giờ nó cũng tầm lắp những các cái đời bát này vào thì bèo nhất nó cũng tầm từ 20 mấy triệu trở lên đến 30 triệu cho một quả, tùy theo từng cái model, tùy theo từng đời đấy. Tuy nhiên thì ở những quý vị chúng ta chưa có cái ngân sách tầm 20 hơn 20 triệu để chúng ta sở hữu một quả thì chúng ta có thể mua một chiếc bát như này và chúng ta mua một cái thùng bãi thì chắc chắn là tiết kiệm chi phí để chúng ta chơi một quả súp nó sẽ rẻ đi được khá nhiều đấy, để chúng ta chơi. Về tình trạng của những chiếc bát như này thì chúng ta thấy rằng một trong những chiếc bát này tuy nhiên không phải là hàng còn thùng xốp nhưng mà nó được đánh giá đẹp sánh ngang với những các cái loại bát còn thùng xốp quý vị anh chị em nhé. Đấy, nên nhiều khi thùng xốp hay không thùng xốp thì cũng không quan trọng, mà quan trọng là cái chất lượng nó còn đẹp, nó thực tế như này. Đấy. Số lượng thì không có nhiều, chỉ có hai quả thôi, hai quả bát 50 và đây là hai quả bát 30. Bát 30 cũng là từ 220 cô 100 và bát 50 cũng là từ 220 cô 100. Đấy. Tuy nhiên bát 50 này chúng ta dùng cho súp thì thích hợp hơn, bởi vì 50 thì thường là dùng cho súp. Chúng ta nhìn thấy một trong những các cái chiếc màng còn rất là đẹp như này. Đấy. Một trong những chiếc màng còn tuyển chọn nó còn rất là đẹp như này. Ở những bác nào mà sở hữu những cái quả bát lẻ như này về chúng ta đóng thùng chúng ta chơi chắc chắn chúng ta sẽ rẻ được rất nhiều, và những cái quả mà nó còn được đẹp được mới như này thì chắc chắn là cái chất âm nó đưa ra nó sẽ hay hơn những cái quả bãi rất là nhiều. Là bởi vì khi nó còn đẹp bao nhiêu thì là cái từ trường của nó còn tốt bấy nhiêu thì cái âm thanh nó ra nó sẽ tròn trĩnh và nó sẽ lực đi lực hơn bấy nhiêu. Chi tiết nó có khác biệt nhiều quý vị anh em nhé. Đấy. Những cái dòng này thì nó cũng không phải lúc nào mà Tiểu Đô cũng có mà thôi, thì lâu lâu nó gặp thì này, nó gặp nó có thì là sưu tầm về để phục vụ đến cho những quý vị chúng ta có nhu cầu chúng ta chơi độ chế, chúng ta đóng thùng chúng ta chơi để nó tiết kiệm được cái ngân sách này, cũng so với mình mua một quả bát này cộng với mình đóng thùng vào thì so với để mình đi mua một cái quả súp nguyên thủy thì chắc chắn nó cũng đỡ được cả chục triệu bạc. Đấy, chúng ta thấy từ chiếc màng còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Đấy. Và đây là côn và nhà nhẹn ở bên dưới của nó thì như này quý vị anh chị em này. Nó hơi tối. Đây. Đấy, bên dưới chúng ta thấy chưa? Cái mảng nó còn tím ngắt, côn chỉ nhẹn đây. Đây là mã này. Đấy, mã của màng đây. Đấy. Và cái bên này thì cũng thế quý vị anh chị em nhá. Cái bên này thì cũng thế. Chúng ta phải xem được hết từ những các cái mã màng. Để cho nó chuẩn chỉnh đây. Đấy, mã màng. Đấy. Và đây là bát 30 nhưng từ 220 cô 100. Đấy, cũng có những bác hay đi sưu tầm những cái bát 30 này để làm súp. Đấy, nhưng mà cũng có những bác thì có những cái cặp loa full thì chúng ta
mà bị chết bát hoặc là chúng ta bị nó bị rách màng hay gì chúng ta không có, thì chúng ta có thể mua cái này về chúng ta lắp vào. Hoặc có những bác muốn độ cái thùng để chúng ta chơi, chúng ta mua cặp chép về, hoặc là chúng ta có thùng có chép rồi mà không có bát thì chúng ta mua cái cặp này từ 220 cô 100 về để chúng ta chơi lắp vào nhé. Vẫn là từ 220 là côn là 100 quý vị anh chị em nhé. Đấy, đây đây là bát 30. Đấy, từ đây ta thấy là những cái chiếc từ còn rất là đẹp. Đấy, cái này thì mã màng đây, mã màng nó hơi mờ tí quý vị anh chị em này, mã màng đây nhưng mà nó hơi mờ tí đây này. Đấy, đây. Từ 220 cô 100, mã đời là 2206H8 ôm quý vị anh chị em nhé, 2206H8 ôm. Và cái đây thì cũng thế này, cũng là đẹp vậy này. Đấy, để cho cái video nó nét lên để cái chúng ta có thể xem nó kỹ hơn. Ôi, sẽ bé nhưng mà rất là nặng. Đấy, từ nó đẹp thế này. 2206H. À, và bên cái này thì chưa xem cái từ. Để chúng ta cùng xem cái từ này. Đấy, từ nó đây. À, thấy chưa, rất là đẹp, cáo luôn. Đây. Đây. Từ là 220, côn là 100, mã đời là 2241HPL, 2241HPL các bác nhé. Và cái bên này cũng thế này. Đấy, chàng ngoài đánh rất hay. À, vâng, à, một cái video ngắn để quý vị anh chị em chúng ta có thể xem một cái bát 50 từ 220 cô 100, cũng như một cái mẫu bát 30 từ 220 cô 100 để chúng ta có thể chơi làm súp hoặc là làm full. Những các cái cặp bát 30 chúng ta có thể làm full hoặc làm súp tùy theo không gian của từng quý vị anh chị em chúng ta để sở hữu. Thì quý vị anh chị chúng ta quan tâm những cái sản phẩm lẻ thiết bị, xin hãy liên hệ với Tiaudo theo số điện thoại này. Để kết nối Zalo, chúng ta kết nối Zalo thì ông được cung cấp thêm hình ảnh để phục vụ đến quý vị anh chị em nhé.